những cái bước mà chú đi thì đi từng bước từng bước suy dưỡng chứ chưa mà. Thì trong cái khu đó thì có khu an dưỡng, coi như có cái khu mà soạn này kia là để cho cái những người ngoại quốc người ta đến nó người an dưỡng người ta ở nó có soạn. Thì do cái những người này họ xin họ làm những cái khu vui chơi này kia, nhưng mà không ngờ trong những khu mà an dưỡng khu mà cái soạn thì nó lại có khu chiêm tru đó. Thì do đó để con về đó ở đó hôm nay nói hết mà xin phép tắc nó có hẳn hồi đàng hoàng vậy vậy. Đó là cách thức mà thầy đã giải quyết cách đây không lâu rồi, nhưng mới thầy đã hiểu với nhưng mà tiền bạc không đủ khó mà cho nên tới bây giờ mà chưa. Cái hồi đó cô Cảnh là thầy đã đưa ra ngoài Lăng Hải ở ngoài đó cái khu này ở ngoài khu ngoài lâu lắm cho một cái khu nam khu nữ thì bên nam bên nữ rằng lắm một cái làng thành lập cái bây giờ nó thành cái làng đấy thầy. Thì chỗ đất của con giờ ở đó thì con giữ cũng con mua chưa con ở con giữ đến chưa con làm được như cái thầy. Bây giờ người ta bảo một sao là 15 cây mà con của con hơn sao. Ở cái khu chỗ mà con ở đó cái khu thầy chọn cái mạch nước còn tự mạch nước ở trên núi nó đang cứ lên hoài đào thành cái giếng thì con nước xài suốt năm mà giờ con muốn bán không đâu người ta lại của em không rồi cô Cảnh này cô bỏ cô đi nếu một thầy đó thì là cái khu thầy vô nó còn rừng cây rồi. Có hồi đó mà thầy mà đi con ở đó không giữ không di tìm giữ thì con ở đó thì con về xin các thầy để con về mình tu thì con ở thầy đó không giữ được thì thấy thì sợ nó vô từ nửa đêm nó vô nó cắt cổ còn nó giữ rừng thầy nói con cũng như vậy mình con mẹ thôi con đi tu về thầy mẹ đó tu cho sống cho tu được thì chịu chiếc đất thầy nói con về đi tu. Bây giờ cái số đất của thầy và chú Hải thì chú Tâm chú còn giữ như vậy có sổ đỏ đàng hoàng. Giờ có sổ đỏ rồi, giờ có giấy đỏ rồi hả? Giấy đỏ đàng hoàng hết rồi. Hồi trước á, anh đưa cho con thì chưa có giấy đỏ. Anh kêu con mua mà chưa có giấy đỏ. Bây giờ mới làm rồi. Dạ thầy. Bây giờ là cái anh nhà nước Tịnh Tâm đó phải không thầy? Ừ. Dạ, giờ anh còn anh ở đâu thầy? Thì bây giờ nó cũng còn ở tại thành phố này mà nó nỗ lực nó làm công việc mà thôi bộ nó thất bát dữ tợn. Dạ. Chưa lên nổ. Chứ bà nói lên nổ thì thầy nói cái này cái trước thôi. Chắc có lẽ là cái duyên này nó chưa có, nhưng mà nó có, nó làm ăn như lúc trước á. Dạ. Thì chỉ như là không. Con biết không, lúc trước nó làm ăn có, nó cúng thầy 11 tỷ. Dạ. Thầy nói thôi bây giờ con cấp đi, để nữa sau này cũng xây dựng thầy ở kia. Thấy con đứng ra cho thầy đứng ra thì xin á, nhà nước nó nói thầy là tôn giáo. Dạ. Còn con là người dân, sau đó con xin hết thầy. Dạ. Mà thầy thôi thầy giao lại nó, thầy có nhận. Dạ. Rồi bây giờ cái thầy có dự định đi thăm, đi hải ngoại thăm Phật tử hải ngoại không thầy? À, nếu mà có duyên lúc mà, coi như là bước sang năm mới này á, thì đương nhiên cái chương trình đó thầy sẽ ấn bấm rồi. Dạ. À, thầy sẽ ấn bấm, thì trong khi đó thì coi như là thì trong cái tư thế là thầy xả bỏ cái chiếc áo cư sĩ mà mặc cái áo đời. Yeah. Rồi sẵn mà đi xin phép mà xuất cảnh nhập cảnh ở đây để mình xin thế giới với con. Yeah. À, để rồi mình mới có đi lên ra ngoài quách mới được. Yeah. Nhưng mà thầy đi với chiếc áo của một cư sĩ và thầy không đi với chiếc áo cư sĩ nó khó lắm. Yeah. Dễ dàng. Nhưng mà vậy người ta có đặt nghi vấn như thầy không khi yeah. mà hồi đó thì giờ ra thầy... nó có nghi vấn. Yeah. Thì chính con biết như vừa rồi thì chủ tịch mặt trận của tỉnh Tây Ninh sáng nay thì đi họp rồi. Nhưng mà vừa rồi đó thì ổng gặp thầy thì ổng đưa thầy về trong này. Chắc chắn là nếu mà không cố tình mà đến đây ấy, thì ổng là phải mua quà đâu sẵn mà quý thầy. Yeah. Mua quà rồi kia đâu sẵn cho quý thầy, tức là có một cái đến đây để mà dụ dỗ thầy vô làm dụ dỗ thầy vô làm. Thì tức là thầy biết là có cái chiều hướng thay đổi với ông Phật giáo ở tỉnh này, cho nên mới có đến đây một cái kiểu mà dụ dỗ đó. Yeah. Thì do đó thì thầy thấy cái hướng như vậy rồi, cho nên cái ẩn bấm của thầy là nó cũng đúng đó. Thầy thật sự ra đi làm á, thì mấy con về ở tôi thì dễ. Mà thầy không làm thì mấy con ở tôi thì khó. Yeah. Con hiểu không? Yeah. Bây giờ thầy làm á, thì coi như là thầy quét bao đại thừa nó ra. Thì nên mấy con hiểu tôi. Mà chính mấy ông này thật sự họ rất là quý trọng thầy. Yeah. Mà tại vì thầy sống từ lâu cái người thầy tu đang nổi lên. Yeah. Nên hiện giờ có hiện tượng mà ông chủ tịch mặt trận tỉnh đi nên không gì đó mà hồi gặp thầy đó thì nó cũng nói sơ sơ, chúng tôi rất hy vọng thầy
làm cho Phật giáo của mình rất tốt. Tôi tin là chỉ mình thầy. Thầy nói như thế này là thầy tôi già rồi, có làm cái gì được đâu, nay mệt mai mỏi làm sao làm. Thầy có gì chứ không có mệt quá. Nhưng mà thầy cũng tìm cách được đó. Nó không hay. Bởi vì con biết khối mà thầy dạy vừa tả cảnh tinh bên này là nó gần cả ngàn người, mà có 300-400 người, con hiểu không? Mà có mình thầy đương đầu với họ nổi vô đó, mà chung vô đó nó biết thì thầy bắt con biết không, cái khóa đại Phật giáo thì này Hà Nội ở Hà Nội đó. Mà đề nghị thầy biết không tấn công thầy giữ nguyên cái việc tâm đi. Thầy về thầy bắt ông thầy này học lý lực hết, ông lớn ông nhỏ ông nào nó bắt học hết, làm ông cũng quản trở hết, học thì phải thực hành phải xuất phải bỏ vợ bỏ con hết, ông quản hết, cho nên mấy ông giờ không dám mời thầy bỏ thầy ra, không thầy khéo vô bắt đầu học lý lực. Thì nó thầy dạy những cái đức hạnh của một vị tu sĩ cho biết. Chứ quý thầy bây giờ quý thầy thấy quý thầy sáng rồi nó đúng mà mình là đại diện cho Phật giáo một tỉnh, mà mình không có giữ gìn đúng như vậy thì người ta coi mình ra gì. Cho nên mấy thầy phải học lại. Quý thầy giới bổn thì mấy thầy biết đó, nhưng mà giới đức mấy thầy không biết đâu. Cho nên mấy thầy bắt buộc như vậy mà nó rất nhiều khó khăn là khi đó nhau cứ làm. Cho đến kỳ đại hội Phật giáo này rồi nó cũng bầu cử nhau chứ không dám rớ thầy, cứ để thầy là chứng minh thôi. Nghĩa là để thầy ngồi trên cao đó, chứ thầy có vị gì thấy đâu, nhưng buồn nhìn hết. Chứ mà thầy có tiếng nói thì chết phải không? Để là thầy có tiếng nói. Nhưng mà thầy ẩn cư thì thầy cũng sẽ ở trong đây, chứ đặng tụi con hỏi pháp thầy. Thì đứa nào mà có rắc rối thì hiện đến thầy. Còn đứa nào có rắc rối thì cứ tu với thầy ẩn. Thì có chị Như Đức á, chị Như Hạnh là vợ của anh Như Đức á, cũng hỏi thầy. Tại vì chị nghe nói trong tu viện lộn xộn vậy đó, thành ra chị nghĩ là nếu mà thầy có ra ngoài dạy đạo được đó, thì chị xin về. Còn nếu mà vì con cho chị hay dùm, con nói thôi chị có muốn học thì chị lên trên này chứ thầy ra. Như vậy em thấy cũng không có tiện, nói gì sợ của Út không có cho. Cũng con tổ thì có thế tám nghi hãy nghe cái gì mà rực rực thế có sợ không, mà sợ thấy ấm lá tay sợ đủ thứ hết, thành ra cổ lo lắng đủ thứ hết. Thế còn việc la đều với thầy thì không có gì mà đáng lo hết. Thầy thì không sợ ai hết, muốn đi đi ấy, nhưng mà có cái điều kiện á là khi mà thầy xin phép rồi thì cái bộ sách của thầy ở ngoài Hà Nội á, cái nhà xuất bản văn hóa thông tin của nhà nước này ở bàn báo cho thầy viết cái bộ sách thầy mình cho phép trên rồi ra thì thầy giữ mình đó, chứ tụi này không có bảo đảm được đi. Họ nhắc nhở thầy để thầy cẩn thận đi, hoặc là tới đâu này kia uống nước chung với mấy thầy rồi lại thường hết thì nên cẩn thận, đừng có không có lưu ý thì nó tai hại cho thầy. Bởi vì cái bộ sách của thầy đúng á thì tụi này cũng chấp nhận mình đúng rồi, nhưng mà có cái điều kiện nó rất ảnh hưởng rất lớn đối với mấy nhà thừa, cho nên thầy phải cẩn thận. Người ta cảnh giác cho thầy như vậy chứ người ta không có bảo vệ thầy được, thì thầy phải cảnh giác tụi mình. Nhưng mà thầy thì mình không có nghĩ vấn đề đó, thì nó nhân quả mà nó chết rồi, giờ thầy có cảnh giác nó cũng chết. Còn thầy không cảnh giác thì chừng nó không chết nó cũng không chết, nhân quả ai làm gì được cái chuyện nhân quả. Thầy làm một điều tốt thì thầy không sợ cái ác pháp đâu. Thầy nghĩ vậy mà. Cho nên đối với thầy thì không cần cái thứ đó. Cái nhân duyên của thầy, thầy làm tới đây thì viết bộ sách như vậy, thì xây dựng Phật giáo vậy, thì cái nền tuy là cái nền đạo đức nhân bản nó chưa xong, nhưng mà ra cũng tiếng nói của thầy để xây dựng cái nền đạo đức nhân bản của Phật giáo coi như là đã nó có tiếng nói rồi. Mà thầy chết là tại vì cái phước chúng sanh được thôi, chứ không phải là thầy không biết. Còn em đại thừa mà giết được thầy là tại phước chúng sanh không có, chứ mà nếu mà có thì giết sao thầy cho nổi. Bởi vì chuyện pháp mà khá pháp làm sao được, nhưng mà tại giết thấy ông phước chúng sanh nó mòn mỏi, nó không hưởng được, cho nên nó mới giết thầy thôi. Thì ăn thua gì chết như một anh hùng mà đâu có gì sợ. Chết như một chiến sĩ vậy thì các con đừng có sợ. Cho nên đối với thầy không sợ. Còn con mà về tu, con đừng có sợ nhé. Con thì không có sợ. Con chỉ sợ là nay mai cái anh Vũ anh gọi về anh làng lên.
nói cho bà lại lên chùa rồi, tại vì anh mướn nhà ở Sài Gòn á, cứ còn ở đó đó, mà con thấy vậy tôi không được, không được đâu con, mấy đứa rầy con ở mà có gọi con mà, dạ. Có gọi Quang Vũ, nghe con nghĩ về thành phố rồi, gọi Quang Vũ, bảo Quang Vũ chứ báo tin cho con lên trên chùa ở tôi luôn, cứ tu cái bộ mình làm rồi, dạ. Còn mà vấn đề mà thầy nói là thầy có thể đi tham quan nước này nước nọ vậy đó, là với cái dạng người dân bình thường không phải là tu sĩ đó, thì chuyện đó thầy đã lo chưa? Thầy có ai lo cho thầy? Thầy đi vậy đó, có tốn có 200 à, 200 ngàn tại Việt Nam à, con biết không? Lên làm cái giấy nộp vô có 200 rồi đó, đi nhưng mà người ta cứ hỏi thầy nào là giấy của thầy mà tu sĩ, nào là làm quỹ viên giáo dục rồi tập chánh thư ký của ban thi sự tỉnh hội, nó đoàn hoàng nó còn đủ hết. Thế chứ cái hồi đó tu thì nó khác, còn bây giờ tôi ra đời nó khác chứ mấy ông, tôi tự do tín ngưỡng mà mấy ông bắt tôi hòa tôi chán quá. Nhưng mà nếu người ta đâu có chịu đâu, người ta nói thầy tu từ nhỏ tới lớn, nhưng có lý do gì mà thầy tôi có cái lý do là tại vì tại sao tôi tu sĩ mà lại ăn tiền tôi mất quá, tử thì nó tới 3-4 triệu rồi, tôi đi sang chơi vậy quá mà chơi mất quá, có lý do nào mà nhưng mà lý do vậy nên đâu có chính đáng đâu. Thầy sẽ đi làm tình trị chứ không bắt thầy. Chừng nào mà bắt tôi có làm chính trị này tôi đi chơi tôi thăm cho biết thế giới là tôi già tôi chẳng bây giờ tôi chết tôi cũng biết. Thì đâu có lý do đâu, thầy nói mấy người đã cãi thầy không có cãi lời thầy đâu, chỉ có mấy người đặt mấy người chụp ngủ thầy thôi, chứ còn thật sự thì cãi lý không lời thầy đâu, thì chắc chắn là không cãi lời thầy. Tôi đâu có ngu gì mà tôi bỏ ra số tiền quá lớn, mà tôi là tu sĩ, tôi cũng là người công dân Việt Nam, chỉ mang có chiếc áo này cái đầu cạo trọc là tôi phải tốn quá trời tôi có chịu, mà tôi cũng đi chơi như họ chứ tôi có làm gì mà lỡ tôi phải đi làm chính trị này kia thì tôi bỏ ra tôi làm. Còn đằng này tôi có làm chính trị, có đi tìm đạo thì gì đâu, tôi đi tham chơi tôi biết Mỹ biết Anh biết Pháp rồi mà tôi mới tốn tiền quá nhiều tôi cũng chịu. Tôi cũng là người công dân, là người nghiên cứu công dân, thế giờ tôi chỉ cần để cái đầu tôi thôi, tôi mặc cái bộ đồ tây vô tôi đi cũng tha hưởng cái quyền lợi đó chứ, nhưng cái việc nó không khỏi cái quyền lợi thôi, tôi tu rồi tôi cũng chưa tu, tôi từ nhỏ tới lớn tu rồi, bây giờ tôi mặc cái nào cũng được. Tôi chỉ mẻ là tôi là người công dân tốt thôi, tôi không có làm nào cái thứ này gì hết được. Chừng nào mà tôi đi ra đây mà tôi làm gì có ảnh hưởng có hại cho đất nước này thì tôi sẵn sàng tôi chịu tội trước pháp luật của nhà nước này. Còn tôi đi hoàn toàn tôi đi tham quan chơi thôi, không có liên hệ chính trị, không có liên hệ chính trị và tôn giáo, mà tôi không có đi truyền đạo tôn giáo ai hết. Đi thăm những người thân đệ tử tôi nói hồi tôi là tu sĩ. Nói bây giờ tôi chán về đạo lắm rồi, ngán quá rồi. Phải không? Thầy nó đợi được thầy. Tại khi mà thầy muốn đi mà với cái dạng mà vẫn ngao tiền bạc gì nhiều, chỉ nhật bỏ tiền mua giấy máy bay thôi, còn giấy tờ thì như bao nhiêu người gái xuất cảnh đi du lịch thôi. Tôi cũng đi trong vòng mà bây giờ tôi dùng một tháng là tôi đi tháng, tôi xin tháng, tôi đi tháng, tôi về. Tôi không quá hẳn. Có vậy thôi, tôi giữ gìn đúng. Tôi xin 3 tháng là tôi đi 3 tháng, mà tôi đi bao nhiêu, tôi đi bao nhiêu, tôi đi trong cái đoàn đó. Thì khi mà có thật cường hữu sự có gì mà tôi ở lại hoàn toàn tôi đến tòa đại sứ tôi khai báo đàng hoàng rõ ràng mà tòa đại sứ nó là đại diện cho dân tộc Việt Nam tôi ở đó, cho nên tôi giờ tôi có cái gì cái chuyện gì bây giờ bà con tôi bệnh đau gì tôi phải ở lại thì tôi phải khai báo cho cái tòa đại sứ tôi biết, bây giờ tôi xin gia hạn thêm 1-2 tháng thì ở đây đồng ý chấp nhận thì tôi ở, mà không chấp nhận tôi về có lý thôi. Mấy con nói thầy tới kêu thầy đi đi rồi ăn mà không có tiền đâu, các con đừng lo, để mà cái giá này tốn nhiều quá. Bữa bác sĩ Trí đi làm, ông đi làm nó về con làm con thì có 200 à, mà thầy nó tính nó tới 300 đô là thành ra 4 triệu mấy là trời đất ơi, vậy thầy nó cũng ngu như con bỏ tiền để chúng ăn gì uống, tại sao con cũng thầy cũng như thầy, thầy như con cũng là người Việt Nam mà tại sao con hưởng cái lợi như vậy, chỉ có cái bộ đồ của con, cái bộ đồ của thầy à, bộ đồ thầy ngu quá thôi cậu bỏ nó không được, thầy có giấy tờ. Thì nó hôm đó tôi cũng tính ngưỡng tôi tu theo họ, hôm nay tôi không tu nữa làm sao ai mà cấm tôi, quyền này quyền tự do công dân mà, tôi không tôn giáo thì tôi muốn không, tôi muốn là có tôn giáo thì tôi có, ai cấm, chính phủ tuyên bố rồi, luật lệ đàng hoàng mà tự do tín ngưỡng,
Nhưng bây giờ hồi nào tôi tín ngưỡng, tôi theo tôn giáo Phật giáo, mà tôi hết tín ngưỡng rồi, tôi cởi áo tôi bỏ tôi ra, đâu có ai thông cảm tôi. Lẽ đương nhiên hồi đó tôi vô tôi có khả năng tôi làm được việc này việc kia, tôi phong tôi chức này chức kia. Còn giờ tôi ra thì tôi người dân thôi, tôi không làm nữa thôi. Rồi khi thầy trở về thầy có mặc áo tu sĩ nữa. À, sẽ trở về thì đương nhiên mà trở về thì bây giờ tôi tính ngửa tôi mặc nữa. Vậy thầy chỉ cởi á cho nó rẻ tiền thôi. Thì vậy chứ sao, chứ mà chẳng lẽ còn biết làm đàn bạc nó cực, đi nhiều sẽ chúng ăn cực. Thầy biết không, con nguy cái vé mà trở về liền đó. À, trong 2 tuần con đi thì con làm cái visa là cho Việt Nam chấp nhận cho con vô Việt Nam đó. Hôm trước nó chấp nhận con vô 6 tháng, con vô mới có 1 tháng con về nó hủy bỏ cái visa 6 tháng của con. Dạ, visa 6 tháng tốn tiền lắm thầy. Rồi á, cái con trở về 2 tuần sau con lại đi nữa lại con lại xin visa 6 tháng, nó trả con 6 tháng xong nó lên hội đồng của người Việt Nam ở Mỹ đó, không chờ nay không chờ 6 tháng, cho 3 tháng thôi. Hay bây giờ con ở được cái tới tháng 4 thì thay vì ở bển thì con phải đóng cỡ $100, con về bên đây thì con đóng $15. Về thôi bên đây nó rẻ hơn, thôi con để con về bên đây đóng thêm 3 tháng nữa $15. Điều mất công lắm thầy ơi, mất công đi ra đi vô. Còn con cũng xin hỏi thầy đó, ví dụ như cái nói về cái pháp mà 18 pháp phân niệm hơi thở đó thầy. Thí dụ như giờ mình tu cái thân hành niệm rồi mình có cần thiết phải tu luôn cái 18 pháp phân niệm hơi thở à, nó có 3 cái pháp ở trong cái định niệm hơi thở, nó có 3 cái điều một mình cần phải tập luyện cho nó kỹ để khi mà gặp chướng ngại pháp ở trên thân của mình á, thì mình có. Bởi vì trong cái định niệm hơi thở nó có 3 cái điều rất là quan trọng. Cái điều một nhất á là an tịnh thân hành, thân mình đau nhức chỗ nào đó thì nó sẽ giúp cho mình an ổn. Cái điều một thứ hai là cái tâm của mình nó khởi lên niệm mà nó gây cho mình có những cái không có yên ổn. Ví dụ như cái chú lĩnh hơn đó đó, nó gợi lên nó nhớ mẹ rồi nó này kia đủ thứ đó, gây cái ái tiết sử, cái tình cảm của mình đối với mẹ mình đó, nó làm cho mình thấy mình không có cái con người của mình không có hiếu đi, mà con mình mẹ con thì bỏ đi vậy đó, thì nó thấy nó gợi lên cái niệm để đánh mình chứ không phải gì. Như vậy đó thì lúc bây giờ đó chỉ còn có cái phương pháp này đó mà mình tu tập đó thì nó mới có an tịnh được cái tâm của mình, thì cho nên cái đề một an tịnh tâm hành đó là để giúp cho những cái tâm cạo hối. Trạo hối nó khó lắm, nó không có nó tuôn trào ra rồi nó trạo hối, nó làm cho mình ri rứt, mình chịu không có nổi. Đó thì lúc bây giờ chỉ còn có cách là dẫn cái tâm của mình vào cái sự an tịnh của nó thôi, thì mình dùng cái pháp đó mình dẫn thì nó an, mình nó dẹp được cái kia thôi, nó không phải ức chế mà nó dẫn vô nó an, nó làm cho mình an ổn rồi mình tỉnh giác, cho nên mình biết mình xả được. Còn mà cái đề mục mà nữa đó là cái đề mục để giúp cho mình xả hôn trầm, mình ngồi tại chỗ mình không đi. Nghĩa là khi mà bị buồn ngủ không trầm, con phải đi kinh hành cái gì thì con mới phá được. Thì đi phải có nhiều khi mình phải đi bước rất là mạnh để cho nó tỉnh rất mau. Nhưng mà cái này nó theo cái đề mục của định niệm hơi thở thì nó có cái đề mục để giúp chúng ta ngồi tại chỗ mà cứ dẫn nó hơi nó rất tỉnh mà. Mà nếu mà mình bình thường mình chưa có bị buồn ngủ thì mình đã tập, đến khi bị buồn ngủ mình nhắc thấy nó tỉnh rồi liền. Đó là cái đề mục thứ 17 của nó. Nó là an tịnh giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi biết vô giới tâm định tĩnh, mình nhắc nó để cho nó định tĩnh, nó không có còn buồn ngủ. Nó sẵn sàng Đức Phật dạy 18 cái điều một, nhưng mà cái điều một về an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành và giới tâm định tĩnh nó rất quan trọng để trong cái đường tu của mình, cho nên vì vậy mà con có thể tu 3 cái điều một này. Nhưng mà mình khi mình tu 18 pháp phân niệm hơi thở không phải là mình tu từ cái thứ nhất cho tới cái 18 mà theo thứ tự. Nhưng mà bây giờ đó thì coi như là khi nào mà con an trú được, con phải lưu ý. Bây giờ thí dụ như đề mục thứ nhất là mục đích nó giúp cho con an trú được trong cái hơi thở. Rồi tới cái đề mục thứ hai nó giúp cho con dời cái vị trí của cái tâm của con an trú ở trong cái đối tượng của nó. Thí dụ hít vô thở ra, con biết thở ra vô đây, hoặc là như cơ bụng đây cái gì. Thì khi mà đề mục thứ ba đó thì nó dời cái vị trí, nó không có còn ở tại bụng mình lên sụp xuống mà ở tại mũi ra vô,
Nếu một người tập trung ở tại mũi ra vô thì quý vị thấy nó ra vô đây. Yeah. Còn người mà ở bụng thì thấy cái bụng mình lên xuống thì mình sẽ như gì mình sát á. Yeah. Thì nó quen đi. Cho nên đến cái điểm thứ ba là Đức Phật đã dời hết tất cả những cái điểm tập trung của mình, không có cho cái tâm mình tập trung một cái điểm nào ở trên cái hơi thở tại chỗ hết. Cho nên cảm giác toàn thân khi hết vô thì mình cảm giác hết cái thân, cho nên nó bị dời hết, nó không còn cái điểm nữa. Để không có cứ bị cái điểm nó ức chế, ức chế cái tâm mình, cho nên dời hết cho nó cảm giác. Không, cho nên vậy mà nó cảm giác cái thân của nó cảm giác từ cái nước nương vào hơi thở thì nó thấy như là cái cảm giác của nó theo hơi thở mà chạy từ trên xuống chân, rồi từ chân đến trở lên cứ như vậy. Thì đó là mình tập nó có căn bản như vậy á thì nó dễ lắm. Nhưng mà khi mà con hít vô mà cảm giác như vậy được á thì nó cũng không niệm, nó an trú, an trú được. Còn bây giờ con an trú vô cái đề mục thứ nhất là biết hơi thở ra như vậy, thì nó bị cái niệm, cái niệm chỗ cái hơi thở ra vô nó làm cái đối tượng, nó làm cho cái sức tập trung bắt buộc phải gom. Gom á thì răng hàm con ngồi vậy, mới đầu thì con không thấy cái răng mình cắn chặt đâu, nhưng một hơi mà thấy nó biết ra vô rồi cái răng con tự động nó cắn lại, nó gần lại luôn. Rồi cái nặng ở trên đầu mình nó bắt đầu tơ đây, nó nhăn lại luôn. Nó gồng lên nó tập trung, tự nó tập trung. Cho nên khi mà giờ nó rồi thì nó mới tập trung. Con hiểu không? Nó không còn bị căng. Đó là cái phương pháp ba cái đề mục đầu tiên vốn có mục đích của Phật để giờ cái điểm tập trung của mình mà nó không tập trung. Còn những cái đề mục sau thì coi như nó cảm giác toàn thân cái sự an tịnh của nó rồi thì nó cứ thấy cái sự an ổn lên xuống của nó chứ nó theo hơi thở chứ nó không còn ở một điểm. Cho nên mình hiểu được Phật pháp thì nó hay là mình biết được cái chỗ này nó không có giống như cái phương pháp tu của người khác. Nó hay chứ này. Mà nó hay nhất là nó dẫn được cái thân an, nó phá được cái thọ, cái cảm thọ, nó làm cho cái thân mình không còn bị ngứa, không còn bị đau, không bị nhức. Đó là cái đề mục thứ nhất. Còn cái đề mục thứ tư tới cái đề mục thứ sáu là nó làm cái tâm mình không còn trào hối, không còn tuôn trào nữa. Đó là cái đề mục thứ sáu. Còn cái đề mục thứ 17 là nó làm cho mình rất định tĩnh mà không bị nó không bị hôn trầm thiền miên vô ký. Nó ba cái đề mục của định niệm hơi thở. Cho nên hiện giờ con vẫn tu thân hành niệm. Vẫn tu thân hành niệm để bắt buộc cái tâm của mình nó định tĩnh trên từng hành động của mình. Nhưng mà nó không phải tu chuyên có một cái pháp thân hành niệm không. Thì không, khi con tu 1 tiếng, 2 tiếng, 2, 3 tiếng thì con phải xả nghĩ. Con xả nghĩ thì con tu tứ niệm xứ. Tức là ở trên tứ niệm xứ đó mà con quan sát, con ngồi chơi, coi như là mình thư giãn á. Ngồi chơi nhưng mà nó không có để cho cái thân của nó bất an. Cho nên gọi là đẩy lui các chướng ngại pháp, nó không để cho tâm nó bất an, cho nên nó đẩy lui chướng ngại pháp trên tâm nó, và nó phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, cho nên các pháp bên ngoài tác động vô được. Chẳng hạn bây giờ con đang ngồi đây mà bỗng nhiên nghe một tiếng kêu cứu, nó ngay tiếng nó tiếng kêu mình kêu người ta bớ là sớm người ta lấy ăn cắp ăn trộm gì đó hoặc người ta đánh tôi. Thì bỗng nhiên mình nghe tiếng động đó, nó làm cho tâm mình dao động phải đi cứu người ta đi. Thì lúc bây giờ đó mình phải phòng hộ cái tay của mình, bảo cái tay quay vô nghe cái hơi thở trong lúc đó mình ngồi thở, hoặc là trong lúc mình đang đi trên hành mà cũng nghe tiếng đó thì mình phòng hộ ngay liền cái tay quay vô nghe bước chân đi, bất kỳ tiếng la tiếng chó tiếng hát gì mà nó nghe ra là mình lôi nó vô, tức là gọi là phòng hộ. Phòng hộ tức là đẩy lui các cái chướng ngại đó mà làm cho tâm mình nó không phóng dật. Nghe cái chỗ này con thắc mắc đó, kinh bạch thầy, thí dụ như mình nghe cái tiếng ồn bên ngoài hay là tiếng bất kỳ cái gì mà nó không có nguy hiểm đến tính mạng hay là không cần sự giúp đỡ của mình á, thì mình có thể là mình bỏ qua nó đi, mình bỏ qua mình an trú được. Nhưng mà nếu mà mình nghe cái tiếng kêu cứu mà mình có thể làm gì giúp người khác được á thầy, thì mà mình không có giúp người ta mà mình biểu cái tay mình quay vô như vậy, mình có không có đạo đức không? À, có đạo đức. Mình bây giờ phải đạo đức trước với mình. Bởi vì tiếng kêu cứu đó là do nhân quả của người ta, người ta đã tạo cái nhân quả, bây giờ tới cái quả họ phải trả, chứ không phải là mình đi trả. Nhưng mà tiếng kêu cứu trong khi mà nếu mà tôi bình thường mà tôi xả, tôi nghĩ tôi không phải ôm pháp tu á, thì tôi chạy tôi đi cứu liền. Bây giờ tôi đang ôm ở trong cái pháp mà tôi tu thì như vậy là cái này ác pháp nó lâu tôi, chứ không phải là cái tôi không thiếu lòng từ bi cho nên cứu người. Cho nên tôi đang ở trong cái pháp để giữ gìn cứu độ tôi mà. Bây giờ tôi độ tôi chưa được mà bây giờ tôi đi độ mấy người thì chắc chắn là nhân quả mấy người. Nó biết chừng ra đó chúng đập tôi còn chết tôi nữa. Dù chắc đã cứu mấy người được mà tôi còn bị nữa. Phải không? Tốt hơn bây giờ tôi hãy nỗ lực tôi ôm pháp này cho chắc, đừng có để cái tiếng động này. Bởi vì đây là ma nó tạo thành một cái pháp để nó
đúng lúc tôi đang ôm cái pháp này tôi để nó đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn cho tôi mà. Vì vậy mà nó bắt tôi nghe cái tiếng động này để lợi cái lòng thương tôi lên, tôi ngồi không có yên, tôi phải xách gói tôi chạy ra, tôi xách cây chạy ra. Thì như vậy là mình bị ác pháp rồi. Thế này ngay nó phải kêu cái tay quay vô liền tức khắc, không có được chạy ra ngoài. Nhân quả người ta chứ không phải là nhân quả của mày. Mày đi cho tu chứ đâu phải mày đang ngồi không đây đâu. Nếu mày ngồi không thì mày phải chạy cứu, chứ mày không chạy cứu đâu, tao quở mày liền, mày thiếu đạo đức. Yeah. Nhưng mà mình đang tu đây, cái pháp tu của mình phải nói cái đạo đức nó cao hơn hết. Yeah. Mình tu được mình mới cứu người ta được. Chừng nào thì mình kêu cái tai mình nó mới nghe thầy. À mình nhắc cái lỗ tai nghe vô thì bắt đầu đó mình lắng mình nghe con. Thấy mình kêu nó vô mình lắng mình nghe. Thì con thường ngày con ngồi chơi con nghe, ví dụ như nghe tiếng hát nghe ra vô, mặc dù những cái tiếng đó nó không quan trọng nhưng mà nó vẫn nghe. Con bảo nghe vô, mày đừng có nghe cái tiếng gạn gái, mày đừng nghe chó sủa nó kệ nó. Là bắt đầu con lâu lần mình cũng tắt ý lần nào cái nó quay vô con lần như là gần như nó hết nó nghe. Yeah. Rồi tới chừng đó mà có chuyện mà đối tượng những cái pháp ác nó đến nó con lâu nó vô luôn. Yeah. Tức là trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu, đó là cách thức phòng hộ. Yeah. Cái danh từ nó gọi là phòng ngủ mắt tai mũi miệng thân ý là ở trên pháp. Yeah. Còn ở trên thân của mình thì nó có những cái đề mục của định niệm hơi thở để phá. Yeah. Thì dạy như vậy là trang bị cho mấy con có từ cái chỗ đi thức pháp thân hành niệm gì, con ôm chặt cái pháp này đi thân hành niệm rồi thì cái tâm nó định tĩnh ở trên cái khoảng thời gian đó rồi. Nhưng mà cái sức của mình không có thể nào mà tu tập ôm cái pháp này hoài được, mà cái pháp này thì nó ức chế rất nhiều, cho nên khi đó mình xả nghĩ ra. Mình xả nghĩ để mình tu tập cái pháp tứ niệm xứ, và do đó để cho có một cái gì chướng ngại trên thân thọ của mình thì áp dụng ngay cái định niệm hơi thở vô để mà đẩy lui nó ra. À, tu tứ niệm xứ là phải có định niệm hơi thở, chứ không có định niệm thì không biết áp dụng đâu. Chứ không phải là con ngồi con quán xét con tác ý sơ sơ đâu, mà phải dùng thật sự là con tác ý rồi con phải dùng cái định niệm hơi thở mà nó mới đẩy lui được chướng ngại pháp. Yeah. Chứ còn không có định niệm hơi thở thì đẩy lui không nổi. Con đọc ở đâu con không nhớ đó, sau cái 18 pháp quán niệm hơi thở đó có một cái đoạn sao nó giống như là thiền chỉ vậy thầy. À. Phải thiền quán coi như là nó có một cái chỗ mà thiền chỉ á, là tại vì ở chung ở trong cái bình thường á, ví dụ như bây giờ cái có một cái đề mục, mà cái đề mục đó mà nếu mà người ta không biết á, thì người ta sẽ chỉ. Bây giờ thí dụ như cái đề mục đầu tiên hít vô tôi biết trường hợp, hít vô thở ra tôi biết trường hợp ra, mà nếu mà con cứ tập trung ở trong đó thì cái thời gian sau đó thì khi đó con không còn thấy hơi thở nữa, tức là nó chỉ luôn cả hơi thở mà. Bởi vì nó đi vào cái sổ tùy chỉ tới cái chỉ của nó, tức là bây giờ con còn biết hơi thở, nhưng mà khi con lọt vào trong cái không rồi thì cái hơi thở không có biết nữa, nó mất luôn đi. Cho nên con đọc lại cái người chiến thắng mà cái phần thứ nhất mà khi mà thầy lạc vào trong cái không tưởng đó thì cái hơi thở không còn biết nữa đâu. À, đó là lọt trong này, cho nên nó chỉ rồi, nó chỉ tức là nó không còn biết, tức là nó dừng cái không của nó không còn có đối tượng. Rồi mình làm sao để mình thở, mình biết hơi thở trở lại thầy? Đó, bắt đầu chỉ có mình khi mà mình lọt trong đó rồi đó thì bắt đầu đó mình chỉ tác ý bảo biết hơi thở trở lại, thì lúc bây giờ nó mới biết hơi thở lại. Chỉ có pháp tác ý thôi, còn không có pháp tác ý thì như kẹt, như thầy kẹt ở trong đó mấy tháng. Nó làm không biết, nó làm hành động, nó làm với cái thói quen nó thôi, chứ còn mình hết biết là không có biết nó không, bị cái tâm nó không, nó không phân biệt nữa. Thầy con cũng định là thầy chỗ đó kể luôn, khi đó thầy hướng động dân thì thường thật mà thầy cứ bị kẹt như vậy thì cả đời thầy nó kẹt cả đời, nó kéo thầy sống luôn á. Nếu mà thầy không đụng được cái chân, thầy không may mắn mà đụng vô cái bàn Phật á, thì kể như thầy sống luôn luôn như vậy, thầy sống như cái người khờ khảo, người ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì cũng làm chủ được cái gì sáng tỉnh. Nó không làm chủ, nó đâu có làm chủ gì, bị nó không. Yeah. Cái tâm nó không là nó không phân biệt là nó không, nhưng mà cái thân thì nó cuộc sống nó hoạt động như là cái người máy. Yeah. Nó không có một cái biết gì của nó không phân biệt nữa, thì nó giống như người máy, nó sống chứ mà nó không còn biết. Nó thì con đọc lại cái chỗ mà thầy rớt ở trong cái không tưởng đó hai tháng đó. Có trong cái chỗ đó mà nếu như tụi con mà rớt chỗ đó không có thay thì ta với cuộc đời tụi con dưới là người ngu như thế. Thì nếu mà ở thất là cứ đi vòng 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 vòng. Yeah. Mà ở ngoài ta cứ đưa cơm vô mình ăn vậy thôi, chứ còn mình là người không hoàn toàn là như là cái người máy ngu rồi. Yeah. Không biết cái gì nữa, không có làm gì được. Cũng nguy hiểm với thầy. Nó nguy hiểm lắm chứ. Nguy hiểm quá. Cho nên nếu mà con khi mà không có thấy hơi thở nữa thì biểu thơ thấy lúc bây giờ mình đang thấy xong hơi thở, nó không thấy thở nữa, mất rồi. Thấy là hơi thở phải thấy biết hơi thở chưa ra.
thì lúc bây giờ nó thở mình nó thấy là ngoại con, thấy mình tắt ý. Dạ con ngoại có đi được bữa đó, thì tưởng đấy chưa đó con đi thân nghiệm được 3 tiếng đồng hồ, đi trong đó có phải đình tỉnh giặc chí sư tiến thôi. Con đi 3 tiếng đồng hồ mà không muốn đi nữa, nhưng mà con ngửi lời sai lại này, làm chủ nó, làm chủ thì lạc và bất lạc á. Thế là con ngoại thì kế nó được thì được mình cứ 3 tiếng đồng hồ, chút mình đi thân xã nghỉ. Thì xã nghỉ không ngồi chơi gì thì từ giám sát con nhìn thấy rõ ràng là mình sẵn cơ hội giờ mình tu mà các con đang ở trong cái thân năng ở như thế, nó chưa ra khỏi thân năng ở như thế. Bởi vì câu trả lời là bởi vì cái thân của con đó nó mù, con cái tâm con vừa ra là cái tâm thanh thản như thế, thì nó chỉ biết thôi chứ nó không có cái trạng thái, nó không có cái gì hết, nó chỉ biết thanh thản hay là nó chỉ biết từ trường của nó là sao thì nó chỉ biết thôi, thì đó là thất thản như thế. Thì không nó thanh thản như thế này. Khi mà con nó có từng cấp độ của thanh thản, yeah. Bởi vì không có ai hỏi thành ra thầy không có dạy nó cấp độ thanh thản rồi. Cái người mà còn chưa có ly dục ly ác pháp chút nào đó thì nó cũng có một vài phút thanh thản đó, chứ không phải đâu, nó cũng thanh thản an lạc vô sự vậy. Nhưng mà hoàn toàn nó cơ thể của nó nặng trịch, cái đầu nó dày đặc à, nó không có rỗng ra. Còn khi mình tu rồi đó, mình tu rồi thì khi mà cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự, cái đầu nó rỗng ra, nó rỗng trống bọc à. Dạ thầy, con để con trình thầy cho cái tâm với cái thân con cái đó nó rỗng ra như không, không có cái gì trong cái thân với cái tâm con, nghĩ là không có cảm thọ đau đi, không có cái gì hết. Cái đó con chỉ cần một cái việc đó thì con mới bắt đầu con mình thấy rõ ra mình tu đang nằm trong cái thân nằm ở, bởi vì cái việc đó thầy là cũng con được hết. Thì sáng nay cái thân mình hòa diệt thì cái thân nó mất được quá, nhưng mà không có gì hết sao. Cho nên con ở đi mà thầy nói khi mà dập tỉnh bây giờ có cái định lực con đi ra cái tiền chịu thân tâm của con thì nó là vì cái định, thì nếu không có ngoài thân tâm của con làm sao con định chịu được. Thì con thấy rõ ràng mình tu, mình nhận an tâm, mình tham thạc đầu óc về thân tâm mình nó hoàn toàn có gì hết. Nhưng cái con cái thức đó, cái thức đó nó cũng sẽ mất rồi, thì mình con cái gì đâu. Thầy sẽ trả lời con đấy. Dạ. Bây giờ đầu tiên á, thì con sử dụng cái ý thức của con, tức là 6 thức mắt, 3 ngôn miệng thân, ý thức á, thì nó nằm một khối của sắc thức, cho nên con dùng nó. Thì bắt đầu bây giờ cái thanh thản của mấy con bây giờ là cái thanh thản, dù là một phút đi nữa, một giây đi nữa cũng là thanh thản của ý thức chứ chưa phải là thanh thản của tâm thức. Rồi bắt cái đầu biết đó là cái gì thôi, chỉ con một cái biết không là con. Đấy còn cái biết thôi. Nó sợ cái của con không còn chỉ chút mất ngoài mà chỉ con một cái biết. Đây 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 bây giờ thầy nói đây là nó còn từ cái ý thức biết thôi. Còn tất cả những cái kia nó đều là nó không có tiếp xúc với sáu tầng rồi, nó chỉ còn cái ý thức đây là cái biết của con. Bây giờ nó hoàn toàn nó còn cái biết không? Đây là nó ý thức biết. Nếu mà cỡ bây giờ con cũng thanh thản, cũng an lạc vô sự, nhưng mà khi chết thì cái biết này nó cũng bị hoại luôn, bởi vì nó nằm ở trong cái ngũ uẩn của nó là nó không còn cái gì đâu. Nhưng mà khi mà con giữ được cái tâm của con thanh thản an lạc vô sự thì lúc bây giờ cái biết của con nó chỉ còn duy nhất có cái biết của thanh thản an lạc vô sự thôi, nó không có còn đối tượng nào hết. Thì ít ra con có cái lực. Bởi vì nếu con không tu có cái lực thì con không giữ được cái này đâu. Con có cái lực, ví dụ cái lực con nhắc nó bây giờ tỉnh thức trên từng hành động của nó, cái lực nó còn không? Cho nên cái lực này nó không nằm yên chỗ này đâu. Nó không nằm yên cái chỗ mà thanh thản đâu. Bắt buộc cái lực này nó thấy được cái chỗ này thì nó sẽ tác ý ra, tức là cái trạch pháp giác chi nó phải hiện ra. Khi mà cái ý thức con nó thanh thản, an lạc vô sự, nó ở trên cái thân hành của con gọi là tâm định trên thân. Nó sẽ bất động trước các cảm thọ, tất cả mọi cái gì nó cũng đẩy lui được hết, cho nên nó là thanh thản mới được. Cho nên khi mà con còn có cái biết, mà biết thanh thản đó là cái ý thức biết thanh thản, mà ý thức con biết thanh thản là con tu tập hết mình á, nó mới gọi là thanh thản của nó. Cho nên nó có bãi cái lực nằm sau lưng của nó thôi. Lúc bây giờ cái biết này nó sẽ ra lệnh cho cái điều kiện mà cần thiết của nó, thì nó sẽ vào đêm. Bởi cho nên con mới có cái sự suy nghĩ con thấy được như vậy rồi, có một sự suy nghĩ con ngồi đi nó cũng yên lặng, thì con nói thì ngồi yên lặng không có lực, mà con ngồi xả tâm thì nó không có cái gì để xả, nó không có lực, mà chỉ có đi thân hành nghiệm có cái lực. Con nghĩ có cái lực mình ra lệnh nó mới làm chủ được, chứ con ngồi này mà tâm mình đền trong khi cái hơi thở nó không đủ lực phản thế này. Cho nên từ con thì suy nghĩ đó, cho nên con người bắt đầu không tu thân hình mềm lại thầy, cho mày biết không tu thân hình mềm 1 giờ này, bởi vì con đã cái thân con nó yếu á, con đi 1 giờ và đi con bắt đầu con đi 2 giờ, thì khi nào mà định tĩnh xuất hiện thì con đi 3 giờ. Mà nó có cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà có cái trời chuyển đi đêm đi hôm trời chuyển thì không có cái bệnh là cái viêm xoang thầy, viêm mũi mà viêm bác sĩ hồi nãy là viêm
Viên 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 sơn chi đó. Mà nó thường tội là con vừa đang ở đây. Dạ, tội trời lạnh thế nó giết cái đầu con này. Nó giết cái đầu này nó mũi nó cứ sụn mũi ra vì chạy mũi bị giết đầu thân tội không tu không được. À, vậy thì con không biết dùng cái đèn đèn một của đèn nhiệt hơi thở sao? Dạ con cũng có. À rồi vậy cái này là nó để luôn. Tại sao mà để trước ngày vậy mà? Con cũng có dùng cái nào mà đôi khi khi đau ai nó giết đầu người ta chịu nổi rồi. Tức là cái đèn một nó chưa tu chưa có hiệu quả nhiều. Phải tu nữa. Dạ. Tu chừng nào mà tất cả những chướng ngại trên thân con chỉ nhắc an tịnh thân hành đối với tôi vô, an tịnh thân hành đối với tôi ra. Bởi vì khi mà con nhắc cái câu đó là con phải an trú được ở trong cái hơi thở. Dạ. Mà con chưa an trú hơi thở thì con nhắc không có kết quả đâu. Dạ. Bắt đầu bây giờ con muốn an trú nó thì con bảo hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc con bảo cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân. Thì lúc bây giờ con hít vô con cảm giác toàn thân con nó an trú được ở trong cái cảm giác đó rồi đã. Rồi bắt đầu bây giờ con mới nhắc an tịnh thì nó mới an rồi. Chứ còn chưa an trú con nhắc nó không an đâu. Con kính bạch thầy cho phép con hỏi, thí dụ như bây giờ là tu tới đề mục thứ 5, thứ 6 rồi. Rồi khi mình ngồi lại đó là mình có bắt đầu lại đề mục thứ nhất rồi mình qua cho tới đề mục thứ 6 rồi mình tiếp tới rồi. Mình có ôn lại không? Không cần ôn, mình tu rồi có kết quả rồi thôi, không ôn. Chỉ cần mình muốn một cái đề mục tới đó là mình an trú được cái hơi thở của mình nhắc cho nó vào hơi thở. Ví dụ như bây giờ đầu tiên con vào đó, con muốn vào tu cái đề mục thứ 6 đi, an tịnh tâm hành, hay hoặc là thứ 4 an tịnh thân hành đi, thì con không cần phải tu từ đề mục thứ nhất cho tới cái đề mục này, không phải, không cần đâu, con không có cần nó đâu. Nhưng mà bây giờ trước tiên mà con muốn tu cái đề mục này thì con phải tìm mọi cách thiện xảo thế nào mà an trú được cái tâm mình trong cái hơi thở. Bởi vì mình đương vào hơi thở cái an trú vào hơi thở. Mà nếu mà con đi kinh hành mà con nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đang đi á, thì con an trú cho được dưới bước chân đi rồi mình mới nhắc cái câu này, con hiểu không? Vậy mà mình phải tập làm sao mình an trú cho được. Con an trú được tức là nó không có niệm mà nó biết hơi thở ra vô, coi như hơi thở con nó tự động thông suốt nó chạy ra chạy vô thì đó gọi là an trú. Mà nếu mà con còn vận dụng hơi thở thì nó chưa an trú, không? Mà khi an trú thì hơi thở con nó nhẹ nhàng lắm thì đó là an trú, mà nó chưa nhẹ nhàng thì chưa an trú. Mà khi an trú rồi thì bắt đầu con mới tu tập mấy cái đề mục này mới được, không hiểu không? Chứ còn nó chưa an trú thì con lấy cái đề mục này để mà cho nó an trú thì không có được, nó lại sai nó đi. Kính bạch thầy, sau cái lúc mà con đi thân hành niệm hay là con ngồi ăn cơm hay là làm chuyện gì đấy, tự nhiên có một lúc cái thì nó cứ làm cho con biết cái hơi thở ở đây. Mà thường thì con theo phòng xẹp chứ con không theo hơi thở ở đây. Mà sau á là có khi đó là con đang ngồi làm computer thí dụ vậy đó. Thế thì nó tập trung đây, mà nó tập trung hoài, nó bắt cho con biết, nó rất là rõ ràng, nó bắt cho con biết. Thì lúc đó, đó là con nên nó ngồi yên nó biết hơi thở hay là con nên tắt ý nó thôi đừng có biết hơi thở? Con nên tắt ý xả đi. Tắt ý xả. Nữa chừng nào mà con muốn an trú vào cái gì, bây giờ cái tay con đau nè. Yeah. Mà giờ con muốn cho nó an trú được trong hơi thở là con nhắc nó bảo an trú hơi thở ra biết ra, chỉ vô biết vô con nhắc vậy. Thì lúc bây giờ nó tức là con nhắc nó rồi con thở ra tới vô thì nó an trú được á, thì lúc bây giờ con sẽ sử dụng tất cả những cái điều kiện để mà để lưu chướng ngại pháp trên thân con. Còn nếu mà nó chưa có an trú được thì con phải làm sao cho nó an trú rồi con, thì con nhớ. Nên cái mục đích tu về định niệm hơi thở của đạo Phật là mục đích tu để gặp cái trường hợp nào thì phải sử dụng cái đề mục nấy. Nhưng mà cái đề mục thứ nhất á, là an trú cho được trong cái hơi thở của mình, thở ra biết ra, thở vô biết vô. Yeah. Để cho cái hơi thở nó thông suốt, nó ra vô nhẹ nhàng. Yeah. Thì lúc bây giờ lấy hơi thở mà thông suốt ra vô nhẹ nhàng đó mới tác ý một cái đề mục. Thì cái đề mục đó nó sẽ có hiệu quả, nó để lưu chứa ngại pháp ở trên thân con. Yeah. À, còn con chưa an trú được á, thì con phải tập an trú cho được. Yeah. Cũng như bây giờ mấy con là đã biết an trú trong cái hơi thở rồi. Yeah. Cho nên vì vậy mà khỏi cần nhắc về cái sự vấn đề an trú. Mà khi đó các con chỉ cần nhắc an trú là nó an trú rồi, thì bắt đầu con ngồi mà thấy nó hơi thở nó vô nhẹ nhàng rồi, thì lúc bây giờ đó con nhắc sáng sẽ ngay đó là những cái chướng ngại trên thân con nó sẽ đi luôn. Dạ. Hôm qua lĩnh đến thăm nhà con ở Sài Gòn á, thì nói là sao pháp thì thiệt là hay, mà sao em tu có cái pháp thứ nhất đó là thở ra biết thở ra, hít vô biết thở vô biết thở vô đó, mà sau một tháng rồi mà không thở được,
không thở được cái địa ngục, Đức Giê-xu không được nghỉ trơn. Ăn trú không được. Vì lý do gì, gặp trục trặc gì thì không có làm được như vậy. Thì nói nó không thấy được hơi thở gì trơn, hoàn toàn không có hơi thở. Nói chung là theo thầy biết là nó bị tu tập một cái phần lạc vô tưởng. Yeah. Nó ví dụ như nó lạc vô tưởng, thậm chí nó nhìn cái ly này thành hai ly. Nó là bị cái tưởng á, nó bị cái tưởng về thị, về thần kinh thị giác của nó rồi, nó bị tưởng mắt rồi. Thấy một vật nó ra thành hai, cũng như người ta bị đau mắt đó. Mà khi mà nhiếp tâm á, nhiếp tâm thì bắt đầu nó nhìn nó thấy, còn nó không nhiếp tâm thì thôi. Không nhiếp tâm thì mọi vật nó có một, mà hãy nhiếp tâm vô, ráng mà tập trung nhiếp tâm hơi thở thì mắt nhìn vật nào cái nhà thành hai cái nhà. Như vậy là bệnh thần kinh rồi này. Thì nó thuộc thần kinh rồi con, bị nó ức chế tâm nó đó, nó rối loạn thần kinh nó đó, mà thần kinh thị giác. Yeah. Nó thuộc về cái hệ thần kinh thị giác của nó, cho nên mắt nó mới thấy vậy. Yeah. Hiểu không? Nhưng mà hồi mà nó nhiếp tâm, nó ức chế tâm nó thì nó bị làm rối loạn thần kinh thị giác. Tức là nó, trong khi đó thầy biết cái người mà dạy nó, tức là dùng mắt mà nhìn một đối tượng nào đó, một cái tụ điểm nào đó. Nhưng mà thầy không muốn nói ra, chứ thầy biết nó loạn thị giác thần kinh là do cái tập trung nhìn. Nhìn cũng như thầy nhí chịu, thầy vẽ một cái điểm là thì nhìn chăm chăm như vậy, yeah, thầy tập trung đau luôn. Thì đó là bị mắt. Yeah. Bị loạn, bị thần kinh thị giác loạn. Gần đây đó thì khi mà con đi hành niệm, thân hành niệm, ví dụ con đi cỡ trên 2 tiếng đồng hồ đi thầy, thì nó có một cái lực gì ở dưới trong miệng con đó, nó đẩy lên, nó cứ đẩy lên thiệt là mạnh vậy đó thầy. Rồi con thấy như cái đầu con nó kêu răng rắc vậy đó. Rồi cái con thấy vậy, cái con ngưng. Thì con lên đây con hỏi thầy sao kỳ vậy. Tất cả những cái sự kiện mà nó xảy ra cho con là toàn là những cái trạng thái của tưởng. Yeah. Hầu như mình đang tu ở đây là mình lấy ý thức, cái ý thức của chúng ta với cái tưởng thức của chúng ta, hai cái này nó câu hủ với nhau. Cho nên khi mình nhiếp tâm được bằng cái ý thức của mình, bằng cái cách thức mình nhiếp tâm được, thì cái tưởng thức bắt đầu nó hiện ra cái tướng trạng này hoặc tướng trạng khác. Yeah. Nó làm nó cản trở con đường tu của mình chứ không cái gì. Yeah. Cho nên vì vậy mình dùng cái ý thức mình tắt ý mà dừng, không có được nữa. Mà nó không dừng nữa thì mình tắt ý nữa, nhưng mà mình vẫn ôn pháp, mình tu chứ đừng có xả. Con xả ra tức là mình đầu hàng nó, nhưng mà mình vẫn ôn pháp, mình tu, mình ra lệnh bảo dừng. Nhóc chừng nào mà cái trạng thái tưởng nó hết thì thôi, mà không thì mình cứ ôn pháp mình tu, rồi mình cứ tắt ý nó dừng, dừng đến mức nó dừng hết thì thôi. Lúc đó còn quên giữ tắt ý. Mình phải tắt ý, mình dùng cái đó cho nên từ cái lực của tưởng đó, con biết khi mình tắt ý như vậy đó, mình phá được nó thì mình lấy cái lực của tưởng, mình trở thành cái lực của ý thức chứ không phải gì. Cho nên thầy nói lấy lực ma mà chuyển thành lực của mình. Yeah. Lấy lực của ma đó là lực của ý tưởng thức á. Yeah. Cái tưởng thức nó vô hình nhưng mà nó có cái lực của nó. Yeah. Bây giờ nó hiện ra cái lực của nó thế này thế khác, vậy bằng cái ý thức của mình tắt ý để cho nó dừng cái này. Nhưng mà khi nó dừng cái này thì không ngờ là cái ý thức của mình nó có cái lực để cho mình tắt ý lại có cái lực được hơn. Yeah. Bởi vì trong tâm, trong cái tưởng với cái ý thức của mình nó chỉ là một thôi. Nhưng mà bên này nó tự động nó làm cái kiểu mà nó không phải ý thức điều khiển. Cái sức của nó điều khiển, cho nên nó hoàn toàn nó hoài cái ý thức. Cho nên buộc làm cái ý thức phải bảo mình dừng. Nhưng mà nó dừng được thì nó dồn lại cho cái ý thức. Cứ hay mình dừng ít thì nó dồn ít, mình dừng nhiều nó dừng nhiều. Cho nên nó càng bị tưởng chừng nào thì con lại bảo dừng, cứ dừng bao nhiêu cái trạng thái tưởng của nó bao nhiêu nó dừng được. Nó càng mạnh hơn thì bảo dừng được thì nó qua ý thức mạnh. Yeah. Nó trở thành cái lực của ý thức. Yeah. Mà cái lực của ý thức nó cuối cùng thì nó trở thành ra bảy cái giác chi. Bảy giác chi để tú cuối cùng nhờ bảy cái lực của giác chi mà mình mới nhập được tứ thiền. Mà nhập được tứ thiền thì cái thân của mình nó mới bất động, cho nên nó mới hoàn toàn cái tưởng thức, cái ý thức của chúng ta mình cái về thần kinh của nó ngưng hoạt động. Thì cái thần kinh mà cái tế bào mà não về mà nó hoạt động về cái tâm thức của chúng ta bắt đầu nó mới hoạt động. Mà sau khi chúng ta phải dừng hai cái này không có vô hoạt động nữa thì cái này nó hoạt động thì chúng ta mới thực hiện tâm linh mới được. Đó là cách thức như vậy. Nhưng mà bây giờ thì vậy, mà bây giờ mình cứ mình tiếp nhận cái lực tưởng này, nó có tưởng càng tốt đâu có sao, anh có thì tôi lấy của anh qua tôi bỏ qua đây, còn anh không có tôi biết đâu tôi lấy. Cho nên cái người tu mà có lực tưởng á thì cứ lấy cái lực của nó đem qua bồi đắp cho cái lực ý thức của mình đi. Nó bồi đắp, nó càng bồi đắp thì nó lại càng tỉnh táo hơn, nó càng định tĩnh hơn, bởi vì nó có cái lực sẵn mà nó định tĩnh hơn.
rồi nó lại làm cho mình tu tập dễ dàng hơn, không phải sướng nhau. Cũng như bây giờ có diện quân mà mình biết lấy diện quân mình đi đánh giặc thì mới sướng nhau. Thầy con thấy cái tượng nó làm cho mình mất cái hơi thở chân nhà này mà thì làm cho cái thân mình nó khi mà con bây giờ con đi thân niệm là con cũng có giặc cũng đi nhiều giờ đó để cho tượng nó thân. Con đi gần tiện mô mà khi con đi thì con phải gọi thì tâm con một cái tâm thanh thản bình tĩnh cái hơi thở. Thì bắt đầu cái tâm căng thẳng của con nó bình tĩnh, hơi thở chân nhà của con nó rõ ràng. Mà con vô ngồi lời nào con muốn kêu cái tâm căng thẳng bình tĩnh, cái tâm thanh thở. Rồi nó bắt đầu nó định có năm hơi thở rất là an ổn nhẹ nhàng lắm. Và khi nào mà cái tượng con đi cờ đầu tiếng hô trở lên là bắt đầu cái tượng nó xuất hiện. Thì nó cũng khá là cũng như vậy, nhưng mà nó thật sự là thân mình nó đầm lần lên. Rồi nó thì khí lực của nó thay, nó làm đầm mạnh lên. Bắt đầu khi đó con vô ngồi mà rùa thì cái tâm để cho trở về nó tự tình nhẹ nó rất là khó. Tại khi mà nó thì tượng nó xuất hiện rồi thì thân mình nó đi nhanh đi mạnh, đó là hơi thở mình không có, không còn tình nhẹ này. Con đi hơi thở mình cũng theo cái nhịp của nó đi luôn. Thành ra nó rất là khó, cho nên con điều khiển nó với cái tâm thanh thản của con. Chứ con không để cho cái lực nó xuất hiện như hồi trước. Hồi trước là nó xuất ra là nó làm thân mình đi mạnh, hay là nó trên đầu như lợn giống như xuất lên á, nó làm như lưng mà xuất trên đầu như xuất ra đấy. Bây giờ thì con có cái thay đổi là đầu thì kinh nghiệm được con á thầy. Mà khi nào mà con đi được một tiếng mà cái gì thì bình tĩnh với cái hơi thở chân nhà của con, với cái sự bình tĩnh của mình chứ không phải là tưởng có tưởng vô là con biết liền. Thì nó đi một tiếng ra là con khỏe nhẹ nhàng, khi nào có cái lực có cái tưởng vô rồi là thôi hơi thở không bao giờ nó chân nhà, điều kiện nó chân nhà nó không chịu nữa thầy. Mà phải thì đương nhiên là nó bị có lực nó phải khó rồi. Nhưng mà nếu mà con tu con kéo dài cái thời gian với cái tâm mà con với cái ý thức của con nó bình tĩnh á, cái lực nó phải xuất hiện, cái lực tưởng nó phải xuất hiện thôi. Yeah. Mà con sao chẳng khỏe đây? Mà con không dám, con kéo dài ra thì nó lại không có, thì nó lại yeah. Nó lại không đủ. Yeah. Thế mình phải kéo dài ra cho con sợ cái tượng nó xuất hiện âm thanh. Con sợ tưởng xuất hiện thì con lại không có kéo dài thời gian ra nữa. Thành ra con cứ giữ chừng nó thôi, thì nó không xuất hiện. Con phải đi đến cái mức độ mà nó xuất hiện ra rồi con mới lôi đầu nó vô để mà nó trợ lực cho con, thì cái này nó ngay. Còn bây giờ con lôi không nổi, bị cái lực tưởng nó quá mạnh mà con lôi không được. Bây giờ trời đất ơi, đem lại cái hơi thở bình thường mà biểu nó là thở bình thường mà nó không chịu nghe lời, nó cứ thở theo kiểu của nó đi. Thì bắt đầu hãy nó xuất hiện ra rồi, có xuất hiện ra rồi thì con cố gắng con cảnh giác, con thiện xảo trong cái lúc đó để mình sử dụng cái lực của nó. Mình tiếp tục ở trên cái phương pháp mình đi tới, cái thời gian nó dài ra. Chứ còn con mà cứ sợ rồi con cứ ngắt ngang nó coi như là giặc nó tới đó nó bắn mình quá rồi cái mình tại vì cứ cần cứu của mình chắc ăn chứ để con chết. Vậy vậy thì như vậy đâu thắng ai. Vậy con sợ cái tượng này nó mới tượng nó xuất hiện, chứ nó làm nó đi nhanh mà đi nhẹ nhàng thì chứ không phải nó đi cũng mê, chứ không phải là nó phải cái tượng nó xuất hiện nó cũng mê lắm chứ nó không phải là. Thì lẽ đương nhiên là cái bọn này mà nó không biết. Vậy mình cứ đi ấy thôi. Cái gì lẽ đương nhiên là cứ đi, nhưng mà phải kèm luôn cái pháp hướng chứ không nó quên nữa. Nó xuất hiện nhiều khi nó không nhớ dạ, nó, không, không, nó, đi. Nó làm cho mình quên tắt ý lâu đặt, nó trở lại nó đặt ý mình luôn à, phải đặt ý lưới nữa nè. Cứ nhớ phải giữ gìn cái tắt ý, cái tắt ý là ý thức của mình đó. Cái đó là cái phương pháp ý thức đặt ý hành động thì đều đặn không nhớ. Mà có cái đặt ý mà khi tưởng xuất hiện thì có không nhớ mà lôi có cái ngu để thế này. Bây giờ không phải nhớ. Phải cố gắng mà nhớ để mà giữ gìn mình bằng cái phương pháp tác ý. Thành con gặp thầy trực tiếp con hỏi thì nó rõ con thầy ghi cho nó. Thầy lại con thiền xả con nó ngay như vậy thường thiền. À thì lẽ đương nhiên là thầy ghi phải ráng mà moi cái ốc mà đọc mà chữ mà hiểu ra chứ. Dạ, thiền xả anh sao. Chứ không lẽ bây giờ thầy nói như thầy nói chuyện vậy, giấy tờ viết cho hết. Dạ. Nó gặp thầy con thương rõ để cho con thêm thôi con tự sơ thầy tượng nữa này. Nó xuất hiện nó đẩy nhanh kệ là thôi con sợ. Dưới là khi mà tu tới đây rồi, cái phương pháp mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý là rất là kỹ lưỡng chẳng hồi, rất là quan trọng đó. Giờ phương pháp phòng hộ sáu căn mấy dạ. Con tu hiện giờ là cái phương pháp phòng hộ sáu căn, tức là độc cư như con tươi như một sừng đó, là cẩn thận lắm đó. Các pháp bên ngoài nó tác động dữ lắm đó, chứ không phải dễ đâu. Con là phải xả cho sạch đó. À, thầy tu vô cái thầy tu cái khác thầy tu liền con phải đổi trì bởi vì đương đầu về cái bệnh của con đó cho nên con chậm là cái chỗ đó cứ đương đầu thì bệnh hết cái bệnh này thì bệnh khác con tạp ý được cái xương con về cái bụng con về thân
Rồi tụi con nó được yên ổn rồi, bắt đầu thì người không làm của ai thầy. Ờ, thì nó phải ma thì giặc nó phải đánh giờ thầy giặc chỗ chứ đâu quá đi. Sao con chuyện thẳng được thì cảnh mà hình dứt đâu mà nó dứt từ đây này lên rồi mũi nó cứ chạy thon xuống. Rồi nó dậy mũi nó bắt con không yên được cái này. Nó dậy mũi điên. Con chắc cái rửa con để nó, nếu mày còn dứt đầu tao chặt một cái rồi chứ. Thì nó ớt nó thấy cái rửa là nó ngán nó đầu. Thanh con sợ, à thôi con vô con nằm trong mềm này cho ẩm. Rồi thì cái đó con đầu hàng giặt chui về cầm cướng trốn ở nó tấn công tôi như vậy không có được đâu. Dạ giờ thầy dạy cho con gặp nó mà thầy. Gặp giặt thì cứ đánh tận cùng với nó thôi. Nó cứ vậy một cứ cho nó dạy thầy cứ thì ví dụ như nó đau thì con cứ dùng pháp mà con đánh tấn công chừng nào hết đau thôi. Dạ, còn đau là bây giờ suốt đêm là cũng đánh chứ không có đi ngủ. Dạ. Đi ngủ là thua. Dạ. Nó đi ngủ hơi nó hết nhức đầu, nhức đầu của ai chứ con đi tránh giặt mà làm sao nó nhức đầu được. Con thật tu vậy mới được. Dạ thầy, có người con hàng thuộc được bác sĩ bệnh của con cũng khổ sở thân con hàng chuyện chân. Thì đó là cái trận chiến của mọi người chứ đâu phải của riêng con đâu. Mà may mắn là giặc sinh tử con nó đánh con bằng những cái đòn này trước, rồi sau này nó cũng đánh nữa. Người nào mà chạy khỏi nó đâu, người nào nó cũng bị giặc này đánh thôi. Sớm muộn gì thì nó cũng phải dùng cái tận lực, cái vũ lực cảm thọ nó đánh chúng ta thôi. Dạ. Bây giờ con sẵn sàng, nó có giặc nó sẵn sàng ở trong thân con nó nằm đó rồi, thì mình khơi chiến là nó nổ ra thì mình cứ nổ nó thôi, chứ mình đừng có dừng. Dạ. Nó dùng cái lực lượng gì nhất định là một là chết, hai chính đạo thôi, chứ tao không có lui đâu. Dạ. Tao không có trùng mình.